lửa sôi cả nhà. À, như vậy thì sẽ có gì đây, mình lấy cái con mắt ra nè cả nhà. Cái thấy lấy rất là đơn giản, xọt ngón tay đũa vô và cái giá đè lại. Tại vì cái lỗ cháo này nó rất là nóng phải không cả nhà, thấy nó bốc khói không? Đây à, bây giờ cái răng này cả nhà, wow. Rồi bỏ vô chén thôi cả nhà. Đây gì đây, rồi chấm vô. Wow. Rồi vâng, chào đón toàn thể cả nhà. Mình đang quay trở lại với màn ảnh nhỏ của ẩm thực phố. Và hôm nay ẩm thực phố sẽ dắt quý vị đi một quán lẩu cháo ăn heo rất là nổi tiếng ở tại khu vực thành phố Long Xuyên. Hiện tại ẩm thực phố đang đứng tại đường Lý Thái Tổ nói dài ở cả nhà. Và đây là cái hướng đi vào lẩu cháo quang ở cả nhà. Đây là có ngã tư, đây là bánh xèo Tú Tố. Và mình sẽ quẹo khoảng chừng 50m, nằm phía tay phải là có quán lẩu cháo Minh Quang. Thôi mình cùng đi thôi cả nhà ơi, theo chân ẩm thực phố. Mình quẹo vô trong một cái đoạn đường, cái hẻm đường này sẽ chỗ về cầu Cá Sơn hay gần Bắc Cá Xanh luôn cả nhà. Đây đã đến điểm cả nhà. Và đây đã đến quán rồi cả nhà. Đây. Không gian ở trong rất là rộng rãi thoáng mát cả nhà. Ở ngoài trước vẫn có bàn. Nhưng mà mình ví dụ như khách muốn ngồi ngoài trước thì ngồi, không mấy thì mình vô trong cũng rộng rãi. Thôi mình cùng vô quán thôi cả nhà. Đây quán tọa lạc tại địa chỉ 181 Sẹt 5, Đông Thịnh, Đông Thịnh 8, tổ 127. Số điện thoại của quán là 0763 847 183. Nếu quý vị nào không có thời gian thì mình cứ điện trước thôi. Điện trước để mình vào mình gọi là mình điện trước mình đặt hàng á cả nhà. Và đây là không gian quán cả nhà. Chú mua gì vậy chú? Mua thuốc giải độc gan. Thuốc giải độc gan hả? Chú mua cây gỗ đủ 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 đủ. Dạ, hai con giữa lòng là một cái lẩu 145 ngàn. Dạ. Bình thường. Còn củ cải thì mình cũng 5 ngàn cái ha. Bình thường dĩa thì mình để 3 cái thôi, giống như là dạ. Ăn phim thì mình để thêm thì mình đưa thêm dĩa nữa gì đó. Dạ. Bình thường là mình chỉ đem dĩa thôi à. Ngoài món mắt này chỉ ốc còn thêm ốc tỷ nữa. Dạ. Ốc tỷ rồi móng. Móng nữa hay gì? Nhưng mà móng là để biết sao? Trời nó nắng quá chị không có để ở ngoài được. Dạ. Để vô cho nó mát á. Dạ dạ. Cái này chị cũng đâu dám ra nhiều đâu, dạ. Chút xíu cho em thêm chén ốc luôn hả chị? Ốc ha. Dạ. Đây là không gian quán giấc trưa cả nhà. Cái này cũng đã 12 giờ trưa nên vắng, chứ thường nhất tối á là quán lẩu cháo mắc heo Quang Minh này sẽ full bàn hết rồi cả nhà. Toàn bộ đây là không đủ bàn. Hiện tại thì ẩm thực phố đang đi giấc trưa để cho cũng như là có được cái không khí yên tĩnh đó cả nhà. Rồi.
mắt nó cũng là chính, mình cho thịt vào cả nhà. Đây là dồi cả nhà. Đây là một hai cái hai con mắt với một dĩa lòng như vậy. Đây là mềm. Là tổng thiệt hại cho lẩu là 145.000 cả nhà. Nó hoành tráng luôn. Hơi chèn này. Đây nhớ vào xíu cả nhà. Hơi chèn này cả nhà. Nước nhiều quá cả nhà. Nếu mình hết nước mình sẽ chăm thêm cả nhà. Bây giờ đây thì có là rau má nè cả nhà. Bỏ miếng rau má, nếu mình ăn thì bỏ rau má vô. Đây. Rau má, rau đắng luôn cả nhà. Đây là rau đắng. Rau đắng đồng cả nhà. Rồi trả lời cho trời thì chị. Đây thì mình bỏ vô cho cái vị nó gọi là nó hơi được ngọt cái nước cả nhà. Rau đắng này nó rất là ngọt với rau má. Thì kèm theo đó là sẽ có quế cả nhà. Đây quế và xả ba lạc sẵn rồi nè. Mình ăn thì mình bỏ vô cho nó thơm thôi. À, có một miếng giá nữa, ăn giá là bổ sung thêm. Thường lẩu miền Nam mình nó thì làm cũng gọi là cũng không có bổ sung tiết canh nhiều quá cả nhà. Thì theo như mình biết á thì ngoài miền ngoài á thì thường lẩu không có làm tiết canh nhiều, tại vì miền ngoài theo như mình được biết thì chắc có lẽ là cái món đó cũng hảo, rất là nhiều khách ăn nên có thể là người ta sẽ bổ sung cái món đó. Còn ở đây thì cũng ít có khách ăn cái gọi là tiết canh đó cả nhà. Nên cái quán chắc độ là ít người ăn nên người ta không có làm thôi. Đây lửa sôi cả nhà. À, như vậy thì sẽ có dĩa cả nhà. Còn mình muốn ăn mà mình muốn mượn chủ quán mà người ta lấy mắt ra thì mình có thể yêu cầu. Đây gì nè cả nhà, gì đây, con mắt ở đây mình thử ra là mình ăn thôi. Đây để xuống hồi là nó sẽ nóng rồi, để còn mình lấy con mắt trong đấy, mắt ở dưới đây nằm dưới nó nóng. Đây nè, vô. Thôi cả nhà, quá xá. Đây. Chèn lên miếng cháo cả nhà. Miếng ngấm nữa đi. Chung là mình thích ăn nào thì múc cái đó thôi. Đây thịt nè cả nhà. Quá. Bây giờ tiếp tục tiền ăn dĩa đi cho nó gọn cả nhà. Đây là nước mắm. Mắm ớt ăn thì mình bổ sung thêm. Đây là giá cả nhà, ăn giá sống thì để vô. Mở ôm chung thích nào mình để đó vô cả nhà. Đây. Rồi mời cả nhà mình cùng ăn nha. Để mình lấy con mắt cho mình thưởng thức thôi cả nhà, thèm quá. Chèn lên miếng. Quá tuyệt vời. Đây là món tỷ cả nhà. Tỷ cho vô luôn cả nhà. Này. Bộ tỷ luôn. Này có thể lấy dao mình ấy, hoặc là mình lấy đũa mình thử lên gì nè cả nhà. Rất là nóng. Wow. Này hơi nó hơi cực cực ấy xíu cả nhà. Đây gì nè, gần vô em quay gần vô. Hả? Đây. Đúng rồi.
đúng rồi. À đây cái gì nè cả nhà, à, mình chấm vô đây rồi, mời cả nhà mình nha. Xuống núi rồi nè, xuống núi rồi, thường thường cũng được nửa tháng rồi hết nổi rồi nè. Mình là đẩy chút xíu nó chín rồi nha. Này mà ôm miếng gì chấm nước mắm vị cháo nó đặc tất cả nha, đưa gạo rắn vô nữa cái nó có cái vị nước nó ngọt, nước ngọt hay à, gạo rắn làm cho cái nước nó ngọt lắm. Đây là nguyên cái má luôn. Thường á mình ăn vậy á thì săn áo lên cái coi. Rồi nghỉ săn rồi đi. Mình ăn vậy á thì mình bóc mình cạp luôn cả nha. Cạp luôn thì nó rất là gọi là ok. Đây nóng quá, nóng quá cả nhà. Bây giờ. Nóng quá. Ôi miếng cháo rớt xuống cái cái giò. Wow. Đây cả nhà. À. Xế thịt nó dày lắm, nguyên một cái má vậy luôn nè. Chứ nhầm người phải không? Ông này mình phải mình nói gì hết nè. Nhầm người á. Ta bán cái má này ta lóc thịt rồi. Nó còn xương không à, ăn đâu được nhiêu. Còn bên hậu cháu mình quen là thấy là bán cái má rất là chất lượng. À dạ. Cạp luôn cả nhà. Má thịt. Nó rỗng. Thử miếng dòi cả nhà. Rồi thử. Tôi già nóng quá. Nóng quá. Cực khổ quá cả nhà, nóng quá. Đặc biệt thì nóng thì nó rất là ngon. Đây, đây là mình ăn vừa nóng luôn nè. Đây là cái miếng gọi là cái bẩn dừng đó. Đây, có gạo đắng gì nè, chấm gì nè cái. Wow. Ăn vừa cơm cả nhà. Cái này là giờ cơm của mình đó, 1 giờ. Mình ăn gì á? Mình nghỉ nghỉ ăn cơm. Đây. Nãy giờ chắc chín rồi quá. Đó, mời cả nhà thưởng thức cái món tỷ á. Chín chưa? Tỷ này để vô là cái là chín à. Thử miếng nhỏ đi. Vậy thì mình chế vô qua đây, đưa miếng ớt này vô là nó có nước mắm rồi. Bắt đầu muốn ăn rau thì mình để rau, không thử. Tuyệt vời quá cả nhà. Tỷ này dành cho mấy em nhỏ nhỏ rất là thích ăn. Nhiều em mà sợ ăn mắt, còn móng nữa mà đều cái gan của ẩm thực phố ăn móng không có nổi, phải hầm phải để cho nó mềm được, cái gan nó đang nhức, cạp có đau quá cả nhà. Bèo bèo nè, miếng nào miếng nấy, miếng nào miếng nấy, cành ná vậy. Kiếm miếng phèo cả nhà. Thường cái cháo này ha, cả nhà đấy á, mình sợ nó khét đít mà mình dặn nhỏ là nó bị khét á. Cả nhà hãy dặn lớn để cho nó lửa nó nóng, nó
tàn phá dưới cái đáy nồi nó không, nó sẽ không có vụ khác. Tàn phá mà thấy ghê quá cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn tèo. Phải ăn giống như phèo hấp vậy tên, đã quá. Đầy tỷ. Rất là nóng mà cả nhà. Không hỏi rồi. À, có gừng nữa cả nhà. Đây là gừng. Ăn nó sẽ thơm thơm. Mình mà bị cảm, mình ăn cái lẩu rồi vô hết cảm rồi. Có gừng, có hành, đủ thứ chưa. Rồi cặp thêm cái này nữa cả nhà, để hồi nó nguội ăn không ngon. Đã thiệt. Chấm với miếng nước mắm cả nhà. Ồ, chấm hết trần hết luôn. Quá. Wow. Thiệt hoài. Sau khi mình ăn á, mình thấy nó nguội á, cái mình để vô nồi lại. Vậy đó, cái mình thay thấy miếng khác mình ăn cả nhà, vậy đó. Hoặc là mình trụng như vậy nè, cái để thiếu nóng cái mình lấy ra, vậy đó, rất là tiện. Ví dụ tại vì khi mình nhậu á, cái thời gian mình ví dụ như ở nửa tiếng, tiếng hồ cái nó nguội, cả nhà để vô lại, vậy đó. À, ở đây thì bà chủ sẽ cho một cái dĩa, dĩa để mình đựng cả nhà. Wow, muỗng nãy giờ đây là núm rồi cả nhà, đổ vô đây lại cả nhà, nãy giờ nó hơi nguội rồi. Đổ vô lại cho nó nóng, bắt đầu cái mình ăn tiếp vậy đó, hoặc là mình ăn cái miếng bên đây mình kêu trừ hao vậy đó cả nhà. Nó lẩu là núm, núm hai con mắt, rồi nguyên một cái dĩa bộ đồ lòng luôn, có gồm có phèo luộc, bản dừng, thịt, nói chung là đủ thứ cả nhà. Rau thì gồm có rau đắng, rau đắng, rau má, rồi ngò gai, giá. Thì tổng thiệt hại cái lẩu là chỉ có 145 cành thôi cả nhà, rất là hợp lại cho như anh em mà lao động mình á. Ví dụ như mình bốn người mình ăn á, thì thêm hai con mắt nữa, bốn con mắt với cái lẩu là nó dao động khoảng mắt 25.000 con, 190-200.000 với thêm xị rượu nữa là xong một ngày làm việc mệt mỏi hay cả nhà. Chắc là em luôn, nếu mà quý anh chị nào chưa biết thì hãy vô trong lẩu cháo Minh Quang, rất là tuyệt vời. Thì hôm vừa rồi đó ổng Thu Phố có đi quay cái lẩu cháo Bảy Hiệp rồi. Bảy Hiệp thì làm cái lẩu cháo thì nó mang cái hương vị miền ngoài nhiều hơn, còn đặc biệt là lẩu cháo Minh Quang này là cái hương vị niêm luôn, là cái người gọi là người miền Tây mình đó. Cái vị có vị hơi ngọt, hơi ngọt vừa vừa chứ không ngọt quá, ngọt thanh nhưng mà rất là ăn thì mình cảm nhận cái thịt nó rất là ngọt theo cái nước cháo luôn cả nhà. Đặc biệt khi cái cháo này á mình không biết làm á, nó rất là gọi là con mắt đó, nó rất là có cái vị tanh. Thì vì vậy đó mà cô này mới rửa nước muối, rửa nước muối và ngâm nước muối, rửa đi rửa lại mấy lần. Hồi nãy cô vô coi cảnh của cô rửa nhưng mà không có quay lại cho cả nhà. Qua đây là nãy giờ nói tới đâu à? Ăn miếng cả nhà. Nó chơi cái giá đó cả nhà, giá rẻ, Bình Dân, đồ ngon. Ở tại Long Xuyên, trung tâm thành phố, 200.000 nhậu 4 người. Quý vị thấy sao? Nếu thích thì hãy vô lẩu cháo Minh Quang để ủng hộ anh chị nha, rất là ngon cả nhà. Và quý giáo của ẩm thực phố đến đây chắc lẽ là kết thúc cả nhà, để cùng ăn với bà xã. Thì hôm nay chỉ review cho cả nhà xem là cái lẩu cháo ở tại trung tâm thành phố Long Xuyên chỉ có 145 ca thôi. Và nếu quý vị nào ở Long Xuyên thì cứ vô để mình cùng trải nghiệm ha, thưởng thức cái lẩu rất là rẻ. Đây, mình cứ ăn hoài với hết ga thì kiểu ông chủ 100 ga vô. Đây là thịt cả nhà, đây đầy đủ núm rau đắng. Và tiếp theo nữa thì ẩm thực phố sẽ đi quay một cái lẩu cháo cá khoảng 100 ca cho cả nhà cùng xem, rất là tuyệt vời trong trung tâm thành phố Long Xuyên luôn. Rồi và cảm ơn cả nhà đã theo dõi, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc ấm áp bên gia đình. Đừng quên like, share, ủng hộ ẩm thực phố nha. Rồi, chào cả nhà mình.